Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ sạt lở khiến 3 người tử vong ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân và chỉ đạo công tác khắc phục. Chiều mùng 6 tháng 5, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung cùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4 đã tới thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có công nhân không may bị nạn trong vụ mưa lớn làm sạt lở đất thuộc phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Theo báo cáo của ngành điện lực, vào lúc 13 giờ 30 phút, chiều mùng 6 tháng 5 đã xảy ra một trận mưa dông lớn dẫn đến lũ quét tại khu vực phường Kỳ Liên. Đây là khu vực gần vị trí 28 của dự án đường dây 500 kV, mạch 3, cung đoạn Quảng Trạch, Quảng Bình, Quỳnh Lưu, Nghệ An đang triển khai thi công. Lũ quét đã làm lán trại tạm của nhóm công nhân thuộc nhà thầu phụ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xây dựng điện 4 đang trú mưa ở khu vực khe suối, cách công trình thi công khoảng 100m bị vùi lấp. Thời điểm đó có 18 công nhân, trong đó có 11 người kịp chạy thoát ra ngoài, 3 người bị vùi lấp dẫn đến tử vong và 4 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung đã phối hợp với các đơn vị chức năng của thị xã Kỳ Anh tổ chức sơ cứu người bị thương và tìm kiếm thi thể của các nạn nhân bị lũ quét cuốn đi. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu và đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Các đơn vị tại chỗ cũng đã rà soát các vấn đề liên quan để đảm bảo an toàn thi công trên công trường. Ngay trong chiều mùng 6 tháng 5, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ công nhân. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh cũng tiếp cận hiện trường, thực hiện cứu hộ cứu nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến nay, các lực lượng đã đưa được 3 công nhân tử vong do gặp nạn ra khỏi lớp đất đá. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng đã đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thăm hỏi, động viên 4 công nhân bị thương đang được cấp cứu và điều trị ở nơi đây. Hơn 100 người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân địa phương, lực lượng thi công lân cận tiếp cận hiện trường tham gia cứu nạn cứu hộ, đưa những công nhân bị thương đi nhập viện và đưa các công nhân tử vong ra ngoài. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân do ảnh hưởng của thiên tai mưa lớn, trong khi lán trại của công nhân đặt ở sát khe suối nên xảy ra sạt lở. Được biết, công trình nhóm công nhân này đang xây dựng thuộc dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, đoạn qua tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh xác nhận hiện sức khỏe của 4 người bị thương từ vụ sạt lở cơ bản ổn định. Bệnh viện đang tích cực điều trị, theo dõi thêm cho các bệnh nhân. Sau vụ sạt lở, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng một nạn nhân tử vong với 3 công nhân tử vong, hỗ trợ 3 triệu đồng một nạn nhân bị thương với 4 công nhân bị thương. Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tập trung thông tin kịp thời diễn biến thời tiết bất lợi để cảnh báo các nhà thầu, người dân khu vực dự án có phương án phòng chống phù hợp, chỉ đạo chủ đầu tư dự án đang thi công rà soát ảnh hưởng sạt lở và khắc phục hậu quả sau sạt lở, đồng thời chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thi công các công trình trên địa bàn. Tiếp tục theo dõi tình hình ảnh hưởng của mưa lớn, sạt lở, khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn. Theo lời kể của nhân chứng, khi phát hiện đất đá theo dòng nước trên nguồn đổ về, các công nhân thi công đường điện 500 kV chỉ kịp hét lên rồi nhảy ra khỏi lán. Một số người không kịp chạy đã bị đất đá vùi lấp thương tâm. Tối ngày 6 tháng 5, anh Hoàng Đình Thủy, sinh năm 1994, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh sau trận sạt lở đất xảy ra vào chiều cùng ngày. Anh Thủy là một trong số 4 công nhân thoát nạn khi sự cố xảy ra trong lúc thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh. Giọng yếu ớt, anh Thủy kể, vào khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 5, khi nhóm công nhân đang thi công vị trí móng cột điện số 28 của dự án, bầu trời mây xám xịt rồi mưa rất lớn. Trận mưa đột ngột khiến công việc của họ không thể tiếp tục. 18 công nhân vội chạy đến lán tạm cách đó khoảng 500m để trú ẩn. Lán trại rộng khoảng 50m², được nhóm công nhân dựng từ vật liệu tôn và sắt thép tại vị trí bằng phẳng dưới cánh rừng nguyên sơ cách đây 3 ngày để sinh hoạt nghỉ ngơi. Anh Thủy nhớ lại khi anh và mọi người đang trú ẩn, trời vẫn mưa như chút nước không ngừng. Một lát sau, anh nghe tiếng đất đá theo dòng nước cuốn xiết đổ ập từ trên núi xuống. Mọi người nhốn nháo,
hò hét tháo chạy ra khỏi lán. Tất cả diễn ra trong khoảng 5 đến 6 giây. Trong lúc tìm cách tháo chạy, anh Thủy bị chấn thương và xây xát da ở chân, tay. Ngồi thất thần trên xe lăn cùng phòng bệnh với anh Thủy, anh Hoàng Đức Thắng sinh năm 1993 ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, ngậm ngùi nhớ lại vụ sạt lở trong mưa lớn, đã vùi lấp cả lán trại, 11 người nhanh chân thoát ra ngoài an toàn, còn anh Thắng là một trong 4 người bị thương, được những người còn lại và lực lượng cứu hộ dùng võng cáng chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Anh Thắng cho biết anh bị thương và choáng váng nhưng vẫn còn may mắn. Khi đến đây, anh nghe tin ba anh em bị vùi lấp tử vong nên rất buồn. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc và hồi sức sức khỏe, anh Thắng đã điện về thông báo tình hình cho người thân. Nam công nhân cho hay anh có vợ và 2 con nhỏ ở quê nhà. Ngoài anh Thủy và anh Thắng, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cũng đang điều trị cho 2 công nhân bị thương gồm Đông Anh Ngọc, sinh năm 1969, quê Nghệ An và Nguyễn Đinh Thành Văn, sinh năm 1997, quê tỉnh Gia Lai. Theo lời kể của anh Đông Anh Ngọc, khi nhìn lên trên núi cao, đất đá theo dòng nước chảy xuống, tất cả mọi người chỉ kịp chi hô rồi lao ra khỏi lán. Anh Ngọc bàng hoàng cho hay một số người không kịp chạy nên bị đất đá vùi lấp. Anh may mắn chạy trước nên thoát nạn. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh, sau khi vụ việc xảy ra, ông Trần Báo Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Đại tá Nguyễn Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo thị xã Kỳ Anh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả. Cơ quan chức năng đã huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, dân quân địa phương, lực lượng thi công tiếp cận hiện trường, tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả. Cơ quan chức năng đã huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, dân quân địa phương, lực lượng thi công tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người tử vong và đưa người bị thương đi cấp cứu. Đến nay, các lực lượng đã đưa 3 công nhân tử vong ra khỏi lớp đất đá. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân chủ yếu của sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh thông tin thêm, vụ sạt lở nghiêm trọng tại công trình đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn phường Kỳ Liên đã làm 18 công nhân bị ảnh hưởng. Trong đó, có 3 công nhân bị vùi lấp tử vong, 4 người bị thương phải đi cấp cứu, 11 người bị xây xát nhẹ. Trước đó vào năm 2023, vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 4 người bị vùi lấp tại đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng cũng từng gây rúng động dư luận. Trong 3 cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh, trường hợp của Thượng úy Lê Ánh Sáng, sinh năm 1990, khiến nhiều người xót xa nhất, khi chỉ còn 2 tuần nữa là tới ngày anh chính thức bước vào lễ đường. Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2023, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ sạt lở đất, vùi lấp một phần chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng, làm 3 cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh và 1 người dân tử vong. Các cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường sinh năm 1981, Thượng úy Lê Quang Thành sinh năm 1977 và Thượng úy Lê Ánh Sáng sinh năm 1990. Người dân tử vong do đất đá và vùi lấp là Ngọc Anh. Tới 22 giờ ngày 30 tháng 7, các anh đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Trong 3 cán bộ hy sinh, Thượng úy Lê Ánh Sáng quê ở Hà Tĩnh, có cha mẹ, anh chị em vẫn sống ở quê. Đồng chí Sáng vào công tác tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng, nhận nhiệm vụ tại trạm cảnh sát giao thông Madagui. Hàng ngày anh cùng đồng đội tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 20, đoạn giáp danh với địa phận tỉnh Đồng Nai, lên đến đèo Bảo Lộc với chiều dài khoảng 40 km. Đây là tuyến đường và đèo có lượng phương tiện lưu thông rất đông, thường xuyên xảy ra các sự cố về sạt lở đất và va chạm giao thông. Tin ba cảnh sát giao thông trạm Madagui và một người dân bị đất đá vùi lấp khiến dư luận hết sức bàng hoàng xót xa. Nhất là đồng chí Lê Ánh Sáng đang chuẩn bị lễ cưới, anh đã thực hiện lễ ăn hỏi. Theo như dự kiến, ngày 12 tháng 8 năm 2023, đồng chí Sáng sẽ sánh duyên với người mình yêu trên đất Lâm Đồng. Không ngờ trước ngày cưới, tai họa ập tới. Ước nguyện dở dang, anh đã mãi mãi ra đi, để lại nỗi đau đớn không gì bù đắp được cho gia đình, người thân và đồng đội. Trong 3 cán bộ chiến sĩ hy sinh, Thiếu tá Nguyễn Khắc Tường, nhà ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Thượng úy Lê Quang Thành, nhà ở phường 11, thành phố Đà Lạt và Thượng úy Lê Ánh Sáng, trước lúc hy sinh ở cùng nhà cô tại thành phố Bảo Lộc. Một cán bộ cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, công việc hàng ngày tại chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc rất nặng nề, nhất là vào mùa mưa, cũng là mùa du lịch của thành phố Đà Lạt.
Nhiều năm qua, do đây là tuyến đèo huyết mạch nối Lâm Đồng với các tỉnh Nam Trung Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, nên lượng phương tiện lưu thông rất lớn. Tuyến đèo chỉ có một làn lên và một làn xuống, nên thường xuyên xảy ra các vụ va quẹt và tai nạn giao thông. Riêng mùa mưa lũ, đèo Bảo Lộc còn thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ sạt lở, vùi lấp các công trình giao thông, nên nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ rất nặng nề. Hàng ngày các anh vừa phải tuần tra kiểm soát, điều tiết, hướng dẫn và phân luồng giao thông, vừa phải phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ, triển khai công tác khắc phục các sự cố liên quan tới đường đá, sạt lở đất đá. Một cán bộ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, công việc của họ rất vất vả, thời cao điểm có khi cả tháng anh em mới được về nhà với vợ con. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 30 tháng 7 năm 2023, trong lúc đang di chuyển phương tiện, thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm tại chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc, một lượng đất đá khổng lồ từ trên cao đổ ập xuống, vùi lấp 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân tới hỗ trợ các anh di chuyển đồ đạc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng đã tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ, khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân. Tới 22 giờ cùng ngày, các nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy với sự hỗ trợ của hàng chục máy múc, máy ủi. Có thể thấy, hiện tượng sạt lở đất diện rộng liên tiếp xảy ra ở các địa phương trên khắp cả nước. Chuyên gia Lưu Đức Hải cho rằng, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, người dân cần đặc biệt chú ý để tự đảm bảo an toàn. Theo đó, người dân sinh sống tại khu vực này cần đặc biệt chú ý tới các dấu hiệu bất thường sau đây. Thứ nhất, cần quan sát những thay đổi xảy ra chung quanh khu vực sinh sống như các rãnh thoát nước mưa trên các sườn dốc, xuất hiện dấu vết sạt lở, cây bị nghiêng đổ, cửa hoặc cửa sổ bị kẹt, không thể mở ra, vết nứt mới xuất hiện trên tường, trần, gạch hoặc nền. Thứ hai, xuất hiện các vết nứt mở rộng trên mặt đất hoặc trên lối đi, vỡ mạch nước ngầm. Mặt đất có hiện tượng phồng rộp, đường bấp bênh, nước phun ra từ mặt đất tại nhiều vị trí mới. Hàng rào, tường chắn, cột điện, cây cối bị nghiêng hoặc di chuyển. Thứ ba, trước những trận mưa bất thường, người dân đặc biệt phải chú ý đề phòng. Ngoài ra, khi bắt đầu nghe thấy tiếng rơi của đất đá và âm lượng tăng dần, mặt đất bắt đầu dịch chuyển xuống theo chiều dốc, các lớp đất thụt xuống, những âm thanh lạ như tiếng cây gãy hoặc tảng đá va chạm với nhau, tức là sạt lở đất sắp xảy ra và việc cần làm là nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho chính quyền địa phương và hàng xóm để có thể được hỗ trợ kịp thời. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như nứt đất, cây nghiêng, mưa lớn kéo dài, phải nâng cao đề phòng. Khi di rời, cần đảm bảo theo nguyên tắc, đảm bảo tính mạng con người trước, tài sản, di rời trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Địa điểm di rời là những nơi hoạt động công cộng như trường học, bệnh viện hoặc những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận, mang theo những nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thức ăn, thuốc men, quần áo và đèn pin. Về mặt quản lý nhà nước, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch dân cư dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học, đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng để người dân hiểu được mức độ nguy hiểm của san gạt, làm mất chân sườn dốc, lấy mặt bằng xây dựng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay. Và những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong các video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.